Úi rồi ơi, lại trở lại với toàn thể anh em. Ngoài băng cassette CD thì lẻ em Sơn cung cấp các cái băng cối 7 inch, 10 inch, 5 inch, 3 inch, cung cấp hết. Tất cả là hàng chất lượng và giá cả thì anh em không phải nghĩ, không phải bàn về giá nhé. Và hàng thì nghe chán có thể đổi băng khác. Đấy, trừ phần trăm đi thôi. Một tư chưa? Thích đổi chương trình gì thì đổi. Đấy. Mua combo cho em luôn thì càng tốt. Đấy. Combo 5 băng Phương Phương Thảo này. Combo 5 băng này thì càng rẻ luôn này. Đấy, chơi cả combo luôn, bán rẻ. Ok chưa? 5 băng 7 inch full lít full bìa. Nếu mà chơi cả 5 băng bán giá 5 băng. Đấy. Cái gì cũng có, từ băng tép rồi CD, băng cối có hết. Đấy. Và tiếp tục, đây đĩa than cũng có anh em nhé. Đĩa than anh em có nhu cầu đĩa than cũng ới ới thằng em, đĩa than toàn đĩa nguyên siêu chưa dùng anh em nhá, chưa dùng ở Việt Nam đâu vì hàng nhập mà nguyên siêu mà. Mưa đêm tỉnh nhỏ này, Canada, con này ở Đức. Đấy. Cái băng nhạc test 14 bài của Trung Quốc này cũng rất hay này, toàn những bài nhạc test. Đấy. Đĩa than anh em có nhu cầu nhá, đĩa than băng cối, băng ra đĩa, tép cassette CD có hết, liên hệ thằng em bộ tuyệt phẩm 5 băng cối.